Mẹ lên ký đó. À? Mẹ cứ ăn kiểu này là ba chê phải rồi. À? Tao không ăn nữa được chưa? 5 minutes later. Hình như dạo này con thấy bụng mẹ tròn lên rồi đó. Ờ, sao lại thế này? Mẹ mày đã có cách nhé. Cách gì thế mẹ? Tập nhảy dây thôi nào. Đốt calo rất hiệu quả nhé. Dẹp mẹ đi cho rồi. Xem con nè. Ờ, con này sinh ra là để nhảy dây à?